đang đồng đấy. Hello, chào tất cả các bác nhá. Bên em đang bàn giao một chiếc Java Fuco Top Deck One bản mới nhất, 3 món Shimano 105 giờ 7 ngàn. Con này là con màu đỏ cam. Đây là một đại gia đình, một đại gia đình bắt xe từ Tuyên Quang, bắt xe 16 chỗ xuống bên bên shop. Đó. Người đang rất tín nhiệm shop. Đấy thì là bên em có về cái dòng Java Fuco này về các bác, về đủ màu, đủ size và full box luôn. Các bác nào mà thích đập hộp thì có thể đến shop để đập hộp, như bác này chẳng hạn, đến tận shop bóc hộp, đập hộp tại chỗ luôn. Đấy. Đập hộp tại chỗ. Để lắp chính tay mình lắp con xe mình đi mình mua. Đấy, một chiếc xe Java Fuco hiện tại trên thị trường con này đang là quá đỉnh cao rồi. Ngày xưa mà các bác mua cái con Java Fuco mà 3 món 105 này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 32 triệu. 32 triệu ngày xưa mua một con cấu hình như này. Nhưng bây giờ đây thì nó không bao giờ có đến cái giá đấy, giá rất là tốt. Giá rất là tốt luôn. Giá chỉ hơn 26 triệu một chút thôi. Giá cực kỳ là tốt. Đây là màu này, là màu nó hơi cam cam các bạn, chứ không phải là đỏ hẳn đâu. Màu này là màu sẽ là hơi cam cam. Thì em hay gọi màu này là màu cam đỏ. Đó. Khách đến từ tận Tuyên Quang xuống bên shop. Phải anh đi bao nhiêu cây? Anh đi 160 cây xuống đây. Đi từ 5 giờ sáng. Thế bây giờ là 9 rưỡi sáng rồi có mặt tại shop. Đây là tay lắc Shimano 105 này. Đấy, các bác bản mới nhất này của nó sẽ cho thêm các bác một cái tay lắc 105 này. Thì theo em thấy tính ra quy đổi về giá thành ấy, về giá tiền ấy, nó rất là ngon, cực kỳ ngon các bác. Nếu các bác tìm hiểu một số cái dòng Java Fuco cũ ấy, nó cũng có 3 món 105 full carbon y như này mà nó tận lên 32 triệu. Vậy thì mà trước này thì là chưa đến, nó giảm tiết kiệm cho bác ít nhất là 5-6 triệu. Tội thì mình không lấy những cái dòng đời mới này, mà những dòng đời cũ bây giờ nó cũng ngừng sản xuất rồi, giá thành của nó cũng bình ổn rồi các bác. Đấy, hiện tại thì là giá nó đang rất tốt, còn đâu thời gian tới nó có tăng giá hay không thì em chưa rõ, nhưng em cũng chưa hiểu được lý do mà tại sao cùng một mẫu chỉ khác đời mà đời cũ thì đắt hơn đời mới. Đấy, có thể là lỗ hổng của hãng, ngồi ra người ta sẽ fix giá lại cho nó sao nó phù hợp nhất. Nhưng hiện tại giá đang rất là tốt, cực kỳ tốt các bạn. Full carbon từ đầu đến cuối, kể cả ghi đông này, ghi đông cá mập vô tăng liền này. Đó, đây là carbon các bác nhá, liền 100%. Khung thì có tem của UCI rồi nên các bác không phải nghĩ về vấn đề là sườn carbon đi nó có thế này thế nọ. Đặc biệt thì dòng Java nó có rất nhiều công nghệ làm khung, rất nhiều công nghệ trên xe. Đây các bác này, công nghệ nó sẽ in hết ở trên xe này. Đó, nó in hết ở trên xe luôn. Đây, nó in hết ở trên xe. Phanh dầu nhá, củ phanh dầu, trục trước và trục sau đều dùng trục bút. Đó, con này size 48 màu đỏ, 3 món 105. Bên em hiện tại vẫn còn đủ 4 màu. Các bác nào có nhu cầu thì cứ sang bên shop. Mẫu này bên em mấy hôm nay bán thì gọi là cực kỳ cháy hàng. Có một thêm một cái nữa là có cái giá đồng hồ với đèn này. Anh em nào cần thì là qua bên shop nhé, hàng đã về rồi. Bắt cái này thì nó sẽ gọn hơn, nó đẹp hơn và rất là chắc, thoải mái luôn. Còn giá này là giá carbon này. Đấy.